Trang Nemo tự báo chữa tại tòa: tôi đi tù thì được gì? Nếu tôi đi tù, nhân viên thất nghiệp ai chịu trách nhiệm? Trong phiên xét xử phúc thẩm vụ gây rối trật tự công cộng trên đường Nguyễn Trãi, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào đầu năm 2022, bốn luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, tên gọi khác là Trang Nemo, sinh năm 1992, đều vắng mặt. Vì không có luật sư, Trang Nemo đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa vì không thể tự bào chữa. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng đây là lý do không thuộc trường hợp bất khả kháng để hoãn phiên tòa. Mặc dù vậy, chủ tọa vẫn tạo điều kiện cho Trang Nemo 15 phút để liên hệ với luật sư, nhưng phía bị cáo không thực hiện được. Sau đó, Trang Nemo quyết định tiếp tục dự phiên tòa và tự bào chữa cho bản thân. Phiên xét xử diễn ra mà không có sự ảnh hưởng. Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, Trang Nemo đã có những lập luận để mong được hưởng án treo sau khi bị tuyên phạt 9 tháng tù trong phiên sơ thẩm. Tôi hỏi quý vị, nếu con của quý vị mắc lỗi lần đầu thì quý vị có đuổi đi luôn không? Hay răn đe và dạy dỗ tốt hơn? Tôi phạm tội lần đầu, tôi có con nhỏ, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người khác nhưng bị xử vậy, có phải là quá khắt khe không? Nếu tôi đi tù, nhân viên của tôi thất nghiệp, trộm cắp, ai chịu trách nhiệm? Ở sau lưng tôi có rất nhiều người đang cần tôi. Tôi đi tù thì được gì? Tôi đi tù thì làm sao tôi sửa chữa? Trang Nemo tự bào chữa tại tòa.